Xin chào toàn thể quý anh em mình nhân nhé. Rất vui khi được gặp lại anh em mình nhân trên kênh của Hiệp Đồng Nai. Và hôm nay Hiệp sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho anh em nghệ nhân cái cách chăm lửa cho chiến binh của mình sau khi săn lông, cũng như là chăm lửa trong các cái quá trình mà mình chăm một chú chim để mang đi thi đấu nó như thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Những anh em nào đang sử dụng cái thực phẩm bên Hiệp Đồng Nai thì anh em sẽ chăm theo cái phương pháp chăm của mình, nó rất là đơn giản và hiệu quả để cho anh em có được cái chiến binh của mình luôn được sung mãn, khỏe, thể lực ổn định, cái đường ruột chim luôn khỏe tốt, làm sao đó những ok nhất Hiệp xin gửi chăm đến anh em. Và Hiệp xin chia sẻ cho anh em những cái yếu tố như sau để mà trước khi mình vào tiến hành vào chăm thì những yếu tố như sau. Thứ nhất là anh em chiến binh anh em phải có một cái lá gan. Lá gan ở đây là gì? Chứ anh em là gọi là tố chất, phải tố chất. Thứ hai nữa là một bộ lông thật khỏe. Khi anh em chăm một bộ lông thì bộ lông thật khỏe thì anh em lúc đó chim tố chất, bộ lông khỏe, lúc đó anh em tiến hành vào chăm lửa thì con chim rất là ok, rất là nhanh luôn. Và khi con chim anh em xong lông rồi, đúng không, khi anh em nuôi được một bộ lông ok rồi thì anh em làm gì? Bước đầu tiên anh em cho vào một cái lồng như thế này, lồng 60, 80 hoặc 1 mét tùy anh em. Và cho vào đó để làm gì? Để cho chim nó bay nhảy, hay còn gọi là cái quá trình tập lực. Thì cái quá trình này nó thường diễn ra tầm khoảng, để mình quay lại cái lồng ngang lại cho anh em xem. Đây, thì cái lồng này, như cái lồng này là lồng tầm 60. Thì thường thường chim song long thì Hiệp sẽ nuôi trong cái lồng như thế này. Và nhà Hiệp có rất nhiều cái lồng như thế này. Thì mục đích làm gì? Khi mà có chim nó bay qua bay lại như vậy thì cũng giống như là cả anh em gọi là tập lực đó. Thì cái những cái năng lượng mỡ thừa trong cơ thể con chim trong cái quá trình mà mình thay lông lâu ngày quá, con chim bắt đầu một chỗ thì con chim bị mập ra, thì anh em cho bay như thế này nó Sài Gòn. Nhưng mà trong cái quá trình bay như thế này thì con chim nó rất là khó bỏ lửa. Tại vì sao? Tại vì khi mà con chim nó bay như này thì nó sẽ bị bạ lực. Bạ lực thì thời gian đầu con chim anh em nó sẽ khó bỏ lửa. Nên nhiều anh em chăm lông xong cho vào lồng lực như thế này và bò đòi nói là vào lửa nhanh thì rất là khó bỏ lửa anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Khi chim xong lông rồi, anh em cho vào lồng như thế này. Cho vào lồng như này thôi, hoặc lồng 1 mét, mét 2. Đó, tùy anh em có lồng nào thì mình cho lồng đó. Nó hot quá. Và khi anh em cho vào lồng như này một thời gian tầm khoảng 1 tháng, 20 ngày đến 1 tháng thì cái này gọi là cái siết chim nhá, cái gọi là siết chim. Cho chim tập lực để cho nó gọn người lại và cơ thể lại. Sau khi mà anh em cho chim bay được 1 tháng rồi thì bắt đầu chúng ta tiến hành vào cái chế độ nuôi lửa nhá. Nuôi lửa riêng và tập lực tất riêng ra. Anh em đừng gộp chung lại, nếu như anh em để như này mà nuôi lực thì rất là khó. Nuôi lửa thì rất là khó. Còn như con chim của mình đây thì nó đã có lửa rồi nên mình đã nuôi trong này nhá. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em như sau. Cái quan trọng nhất là cái chế độ dinh dưỡng của con chim. Dinh dưỡng thì đây bao gồm là cào cào nhá. Nhà mình có tất cả 15 con nên mỗi cứ một ngày như vậy là mình lấy 15 gói cào cào. Thì một con là một gói như này. Tùy theo con nhé, có con ăn hết, có con không hết, con nào hết thì mình cho ăn thêm, con nào không hết thì thôi. Còn đa số mình trái cây thì mình dùng chuối, cà rốt, dưa leo. Mà đa số thì thường thường một ngày thì một tuần thì mình hết phải 4 buổi là dùng chuối như này. Đấy, chuối gương như này nha. Còn nước mình cho chim uống thì chủ yếu là mình cho uống Aquafina này. Mình uống cũng được mà chim uống cũng được, rất là tiện. Và đi đâu cũng có bán. Ví dụ như mình ở Đồng Nai mình có thể đi ra Sài Gòn hay là đi Bình Dương hay là đi ra Đà Nẵng đi đâu thi thì ở đâu cũng có bán cái nước này, mình mua cho uống rất là tiện, không phải cầm theo. Và cái nước này nó rất là ok nha anh em, nó rất tốt cho đường ruột, nó không có bị, không có cái clo này, không có cái độ pH cao, không có chì rồi trong này nhiều, nó qua khử khuẩn hết rồi nên rất là ok. Còn cám riêng dành chim mình bây giờ thì 80% là mình sử dụng hạt dinh dưỡng đậm đặc rồi nha anh em. 80% là mình sử dụng hạt dinh dưỡng đậm đặc và còn số còn lại thì nêu và đấu nha. Tại vì khi mình mùa này mình cho các chim binh thi đấu thì mình cảm thấy được cái hạt đậm đặc này nó thi đấu chim rất là nhiệt và cái độ bền, sức bền chim nó cũng có rất là cao nên là mình chủ yếu là mình sử dụng cái này. Và cái chế độ chăm thì anh em lưu ý giúp mình, chế độ chăm của mình thì rất là đơn giản nha. Mà cám đó, cái dinh dưỡng thì mình vừa chỉ cho anh em rồi đó, thì cứ một con là một rò cào cào, một con là một rò cào cào, một miếng hoa quả, một con cá, một con nước,
và mình phơi nắng thì không gian phơi nắng của mình là như thế này luôn. Thì mình phơi nắng là một ngày là tầm khoảng là 45 đến 1 tiếng nhé. Ví dụ như mà thời tiết mà nắng quá thì mình phơi 45 phút, thời tiết độ vừa thì mình phơi 1 tiếng. Hoặc thời tiết mà dễ chịu hơn thì mình phơi hơn một chút xíu. Để tùy anh em, nói chung là khoảng tầm 45 đến 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi là để cho nó siết nắng, và tùy cơ địa con chim nha anh em. Để mình siết nắng cho nó hợp lý, đừng siết quá con chim mình nó cũng không tốt. Mà thiếu nắng quá thì con chim mình nó còn rụng rụ, nó không tốt. Và một cái quan trọng nhất của cái quá trình chăm lửa nữa đó là giấc ngủ của con chim. Buổi tối thì anh em lưu ý cho mình, buổi tối anh em tắt điện nhá, tắt điện cho chim đi ngủ đúng giờ. Như hiệp đây thì 5 giờ chiều mình đã tắt điện cho chim đi ngủ rồi, mình cho chim vào phòng hoặc là vào tổ mới tắt điện cho chim đi ngủ rồi, để cho con chim anh em có cái giấc ngủ. Vậy thì cái quá trình chăm lửa đây là gì? Thứ nhất là dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng phải đều tay nha anh em, đều tay ở đây là gì? Có nghĩa là ngày nào cũng phải có, chứ không phải anh em khi anh em hứng lên anh em cho ăn, khi anh em không hứng anh em bỏ bê nó vài ngày thì con chim nó cũng không hiệu quả. Anh em phải cho nó ăn vào cái chế độ quân ngủ, một chế độ quân ngủ hay là chế độ dinh dưỡng đều đặn nha anh em, thì cái quá trình vào lửa nó rất là nhanh. Và sau đây mình sẽ tiến hành chăm cho anh em xem nha. Đây là cầu cào, đúng không? Thì cứ một con một ròi như vậy thì mình đây đơn giản. Anh em mình cái thao tác rất là nhanh, đúng không? Mình chăm cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Sau lưng mình đây là chiếc miếng bé đẹp nha anh em. Đây, anh em thấy không? Mình dùng cái rò như thế này. Này, cầm này, rủ, mấy rủ là nó xuống thôi nha. Nè. Rất là gòn lè đó anh em ạ. Không phải bắt từng con thì nó mệt. Đây. Đây là tất cả là nằm trong rò này đấy. Anh em có thể phân đều ra trong này đấy. Và một rò này nó tương đương tầm khoảng chục con, hơn chục con cầu cào. Chục đây anh em có thấy. Đây. Thì như con mẹ đẹp thì một ngày nó ăn không hết từng này đâu nha. Đây. Còn nhé, không phải chấm nước. Này, con này nó ăn cám một đứa khỏe, chuối thì đã hết nhé. Này, cám thì còn chút xíu ép này đấy, thấy không? Này, mình bỏ đi. Đấy, bỏ cám đi nhé. Cứ cám thì mình chỉ để cho ăn tầm 2 hôm thôi nha em nhé. 2 hôm thôi, đừng cho lâu quá, cám nó sẽ ỉu cám đi, nó mất ấy. Đây. Thì mình cứ một lần mình bỏ. Đây, bỏ như này là nó sẽ ăn 2 hôm rồi. Tùy con nhé, tùy cơ địa con chim là ăn nhiều hay ít thì mình cứ lấy cho ăn thôi. Và để lòng như này thì anh em lưu ý nhé, đầu này anh em bỏ con nước thì bầu này anh em sẽ bỏ con cám nhé, tại vì chim nó ăn uống thì nó sẽ bay qua bay lại. Con dao mình đâu ta, còn đây là chuối nhé. Chuối thì mẫu như này thôi, quả chuối có thể cắt là 4 làm 5. Đây, cắt chuối như này thì mình sẽ bỏ cái bên này. Đây anh em thấy không đấy. Vậy là xong khẩu phần ăn của một chú chim nha. Xong khẩu phần ăn một chú chim thì khẩu phần là có gì? Một rò cào, một miếng chuối, cám, nước. Và bây giờ mình sẽ cho phơi nắng tầm khoảng như thời tiết này mình cho phơi tầm 1 tiếng, tại vì nắng không có gắt lắm, thì mình cho ăn phơi tầm 1 tiếng nhé. Rồi 1 tiếng thì mình đem vào. Đem vào thì mình vén áo lồng lên như này thôi. Đối với những con chim này mình vén áo lồng lên này và mình treo ra. Chim tuyệt đối kể cả phơi nắng cả tắm và cả ấy không cho nó nhìn thấy nhau nha anh em. Thì khi mà cái quá trình nó tìm hót đấu của chim lên lửa rất là nhanh. Còn nếu như anh em cứ cho nhìn thấy nhau như vậy thì chim nó sẽ lờn chim và khó lên lửa. Và như này thì mình sẽ làm bỏ lên đây, đúng không? Đấy. Mình sẽ đặt như này và
dùng tấm này đâu, mình sẽ che nó. Mình sẽ che lại thì khi mình đặt con kia đây thì nó sẽ không thấy nhau nha. Và tiếp theo mình sẽ cho tiến binh tiếp theo ăn cho anh em xem luôn, thì quá trình thao tác nó cũng vậy thôi. Đây, con cổ cào nha, cổ cào thì anh em cái rò này nếu mà nó bẩn nó thì anh em nhớ vệ sinh nhé, còn rò mình thì nó còn sạch, nó không có bẩn lắm. Đây cứ một con một rò, thấy không? Đơn giản lắm anh em ạ. Đây, như này thôi, cầm cái này rụ xuống. Con nào chết thì mình bỏ luôn nhé. Đây. Đây. À, nào, rất là gòn. Này, anh em theo. Hôm qua mình cho quái thú ăn chuối, hôm nay mình vẫn ăn chuối thôi. Cứ 2-3 ngày mình đổi cái cây một lần nhé. Đây, đơn giản không? Đấy. Chỉ đơn giản như này thôi anh em ạ. Cực kỳ đơn giản. À, quái thú thì hôm qua cám mới cho nha, mới cho nên hôm nay mình sẽ không cho cám vào nữa. Mình làm hết mới cho. Tiếp tục che như vậy đấy, mình sẽ che như vậy nhé. Đấy thì chim phơi nắng nó chỉ nghe tiếng hót cho nó phải không nhìn được thấy nhau. Đây tiếp tục nha. Đây, rất là đơn giản. Anh em thấy mình chăm khỏe không? Nhưng mà chế độ chăm này thì ngày nào như ngày nào nha anh em, ngày nào cũng phải cho ăn chứ không phải là cứ ngày cho ăn ngày không thì không được đâu. Đây, rủ này. Anh em rủ cái là rủ mấy rủ này nó xuống này, giơ cái tay, giơ cái ngón tay này, thấy không? Giơ con tay giữ lại đây, kéo xuống là xong. Đây, như này thì anh em này, đấy, đặt cái tay giữ này, này là xong nha anh em. Chuối thì vậy thôi nhé. Cho vào. Nhất đào nó cũng sắp hết cám rồi thì mình cũng vấy cái cám vào đi nha, tí đổ luôn đi. Đây cho cám mới vào thôi. Đây nha, bên này hạt dinh dưỡng đậm đặc, bên là nuôi lựa luôn nhé, 100% không phải pha trộn gì cả. Đây là mình sẽ quay phần cho anh em xem luôn, phần rất là đẹp. Còn thì chim nuôi lựa thì nó như này, nó sẽ không được nhìn thấy nhau như anh em, nó không được nhìn thấy nhau. Và
chim mà nuôi lửa thì bao nhiêu ngày mình tắm một lần, như Hiệp đây thì tầm 2 hôm mình Hiệp tắm một lần, có khi mà thời tiết bức quá thì Hiệp mà tắm hàng ngày, còn thời tiết bình thường là 2 hôm tắm một lần. Và thời gian mà mình tắm thì vào lúc tầm khoảng 12 giờ 1 giờ là đối với chim chim nuôi lửa, còn đối với chim nuôi lông thì Hiệp sẽ tắm vào buổi sáng nha anh em. Và cái quá trình chăm sóc này đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình lấy thêm một con chim nữa mình cho anh em xem nhé. Đây là cái chim mới sông lông. Đây cũng là câu cào chuối đơn giản, cũng phải câu kê làm gì chứ nó vận vã, mà đi thì vận vã xe đều nha anh em. Vậy là như là khẩu phần ăn như này thì một ngày tầm khoảng đây 2, 4, 6, 8 khoảng một ngày đến 10 đến 15 con cào cào nha anh em, một khẩu phần ăn này. Và tùy con nhé, con nào nó có sức nữa thì anh em cứ cho ăn thoải mái đi, không phải sợ gì cả, không phải sợ ăn nhiều chỉ sợ tốn kém của anh em thôi nhé. Còn chim anh em mà có sức thì cứ cho ăn thoải mái đi, càng ăn thì nó càng khỏe con chim anh em ra. Đây là cào cào cho bạn xoay qua này xíu. Đấy. Con này nó nhãn lắm anh em ạ. Nó quá này phải chuối thôi. Ôi mà mình bỏ đi ra rồi. Đây, hoa quả này cũng cứ chuối này thôi nhé. Nè, chuối ngương ngương như này thôi là vừa rồi. Còn ví dụ như qua ngày mai thì mình có thể cho ăn dưa leo hoặc là đu đủ cái gì đó. Đây, mở chuối như này thôi, đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản. Và chim nào hôm qua mình tắm nên mình cho nước rồi nha, cho nước, còn cái con này hết cám rồi. Này, đây còn chút xíu nữa này. Đấy. Thì mình sẽ bỏ cái cám này cắm thừa này, mình bỏ những này hạt đi giờ làm đặc, anh em thấy không? Hạt màu đỏ đỏ. Mất trong này nó sạch đi. Rồi. Cho cám vào. Đây. Anh em có thể nhìn không, đằng sau chim mình đây thì sẽ không con nào nhìn thấy được con nào nha anh em. Quá trình chăm của mình rất là đơn giản vậy thôi. Và bây giờ anh em mà lắng nghe cho mình xin em 2 phút để mình chia sẻ cho anh em thôi. Vậy thì cái quá trình chăm lửa đây là gì? Chăm lửa đây cần một cái chế độ đều tay là thứ nhất. Cái chế độ thứ hai nữa là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì anh em có thể, ví dụ anh em tin dùng loại cám nào anh em có thể mua loại cám đó, chứ không nhất thiết là phải dùng theo mình nha. Cái chế độ chăm với nhau thôi. Còn lại đây là mình đang chăm bằng cám hạt dinh dưỡng Hiệp Đồng Nai, của những cam điêu, cam đấu, tất cả các Hiệp Đồng Nai thì chỗ chăm một cái cách chăm như vậy để cho con chim nó vào lửa nhanh. Và cái quan trọng nhất là giấc ngủ con chim nữa anh em nhé, anh em nhớ vào tối tắt đèn cho chim đi ngủ đúng giờ. Và cái chế độ dợt dại thì cũng vừa phải thôi, đừng có ép, ngày nào cũng ép chim dợt. Và khi mà chim sông lông thì anh em nhớ giúp mình là phải để cho chim khô lông có lửa, lúc đó mới đi dợt, đừng có đi dợt sớm quá có chim nó sẽ bị sình lông.
xì lông ở đây là gì? Khi chim anh em lông còn ướt, lựa cho có anh em đi biểu chim khác đè chim anh em thì chim anh em bị bệ, bị hư, thì sau này chim anh em khó bảo lựa này, đã đi hay gãi rịa hay tắm khô này, thì đó là những cái nguyên nhân tại sao nhiều anh em chăm lông rất là đẹp nhưng mà chim đi vẫn gãi rịa và tắm khô, tại vì lúc đó chim anh em chưa có lửa và anh em đem đi sớm quá thì chim anh em nó sẽ bị cái tình trạng như vậy. Còn anh em để chim khô lông cứng lông chúng mà lựa sung mãn thì anh em đem đi sẽ ok, cho anh em không có vấn đề gì xảy ra cả. Thì tóm lại chăm lông là chăm lực, chăm lông chăm lửa thì nó có những cái mánh khóa như vậy mà Hiệp đã chia sẻ hết trên kênh YouTube rồi. Bây giờ chặt cái lấy là chăm lửa nha. Khi chim sông lông anh em mua cái lồng như này hoặc là cái lồng 1m 2 gì cũng được, bỏ này nuôi cho Hiệp 1 tháng nha. 1 tháng đó thì phần chăm bình thường thôi, cầu cào đồ tất cả cho anh nha. Đến 1 tháng thì khi mà đó là con chim anh em sẽ bán lửa, tại vì khi mà anh em mới bỏ vào như này thì con chim nó sẽ bệ cơ, bệ lửa, nó sẽ khó lên lửa, thì phải cần 1 tháng sau nữa nha để con chim thích nghi sẽ lên lửa. Và đối với những cái con chim nào mà nó khó vào lửa thì anh em đừng có, khi mà cho tập lực xong thì anh em cho ra lồng như này nuôi lửa nó dễ hơn, tại vì khi mà nó bay trong này thì nó mất lực nha anh em, không phải nó được lực đâu nha. Khi một con chim mới trong lông đó nó ra bay như này nó sẽ bị mệt, bị mất lực thì nó sẽ khó bỏ lửa, nên là anh em cho bay như này xong thì nếu như một con chim nào mà bay như này 1 tháng rồi mà nó không vào lửa thì anh em có thể cho ra cái lồng nhỏ như này để vào lửa nó dễ dàng hơn, tại vì vùng này thì con chim ít thì di chuyển hơn, thì quá trình hấp thụ thức ăn của nó không bị tổn thất gì hết thì con chim vào lửa sẽ nhanh hơn. Cảm ơn anh em nãy giờ đã theo clip theo dõi cái clip của Hiệp và chúc anh em mà có được những chiến binh luôn ổn định, luôn khỏe mạnh và luôn đem những giải thưởng lớn, những giải thưởng vật chất tinh thần đem về cho anh em nghệ nhân trong các cái cuộc thi sắp tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chào anh em.